Dạ là thực ra là con đã gặp vợ con là từ 4 năm trước rồi. Tụi con lúc đó là trong một nhóm nhảy dancer K-pop. Sao lại là 4 năm trước? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Tại bé nó lỡ mồm á cho nên hỏi luôn. Cái lần đầu là hốt luôn á hả? Dạ. Dạ chưa. Tôi lần thứ 3. Dạ đúng rồi. Qua nhà gặp nhau nói chuyện 3 đêm rồi. Khi mà phát hiện một ngày là con mới đi đánh nhau. Trước khi mà con phát hiện là ngày hôm trước á là có một thằng nhóc trộm cướp đó, ăn cướp tiền trong nhà, con quýnh thằng đó thấy bà nó luôn. Cái ngày hôm sau thử quen với bà, phát hiện ra hai vật mặt chồng con vậy nè. Lúc đó đang đi làm nữa. Đứng hình đó. Cái quay qua đụng vô người con, hôm qua em bay lên em đá nó làm vậy. Rồi bi nó có sao không em? Con tên là Huỳnh Vĩnh Huy, năm nay con 30 tuổi, hiện tại là dancer tự do. Mời bạn. Con chào chú Thuận, con chào cô Vân ạ. Con tên là Trịnh Nguyễn Hưng, con cũng là dancer tự do luôn. Rồi bây giờ bật mí cho chú biết đi, tại sao trong vô số những cô gái trên quả đất này chúng ta không gặp mà con lại gặp cô ấy? Dạ là thực ra là con đã gặp vợ con là từ 4 năm trước rồi. Tụi con lúc đó là trong một nhóm nhảy dancer K-pop. Sao lại là 4 năm trước? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Wow. Con thấy không? Tại vì cái 4 với cái 6 nó khác nhau dữ lắm nè. Đúng rồi, nó chinh tới 700 mấy ngày đó con ơi. Rồi sao nè? Dạ rồi sau khoảng một thời gian con có đăng một story là một chú rùa đang nhìn lên mấy nhà. Và sau đó là vợ con đã rẹp story đó. Con phải dành 45 phút để suy nghĩ là có nên rẹp lại không. Con chỉ vô thả ha ha thôi. Một cô gái xinh đẹp như thế này mà tại sao con lại suy nghĩ trăn trở nó dài như vậy? 45 phút đó. Dạ. Dạ tại vì con cũng đang suy nghĩ là không biết là mình nhắn tin cho cô ấy mà không biết cô ấy có trả lời lại cho mình không. Tại sao con lại cảm xúc với cái chú rùa nhìn lên như vậy để mà con ha 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 vậy? Dạ tại vì lúc đó cái tinh thần của con nó đang bị stress lắm mà kiểu đang rất là bất ổn tâm lý luôn. Thì con lướt đại mấy cái story của bạn bè thì gặp đôi của chồng con, thấy cảm giác nó rất là dễ thương, cảm giác mang đến một cái tinh thần rất là tích cực luôn. Nên thành ra con hả ha ha, cái nhắn tin qua cái con suy nghĩ, ủa ha ha mày, ha ha mà sao mà nhiệt tình vậy? Nhắn cái gì mà con nói là nhiệt tình? Sao giờ em chưa ngủ? Là lúc đó khuya lắm rồi hả? Dạ dạ, lúc đó khoảng 2 giờ sáng rồi. Trời ơi, đó có chuyện gì mà stress dữ vậy? Dạ, lúc đó là con đi diễn ở ngoài Bắc. Tình hầu như cái thời gian chỉ sống có một mình thôi nên kiểu tiền bạc và gia đình đồ á là bắt đầu suy nghĩ tùm lum luôn rồi. Sau khi mà nhắn tin là đến lúc mà hai đứa gặp nhau ngoài đời là cách nhau bao lâu? Qua ngày hôm sau à? Lúc đó là con đang ở Hà Nội, con bay về. Cái đêm nói chuyện đó, cái thanh niên nói con, thôi anh đợi em về Sài Gòn. Cái rồi ngày hôm sau nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện cái tự không có tin luôn. Mà có ra sân bay đón cô ấy không? Con không có chờ. Dạ lúc đó là con cũng không biết là vợ con về nữa. Tại là lúc mà vợ con về xong rồi vợ con nói con mới biết là trễ lắm rồi. Ủa mà tỏ tình sao con? Tự không đang nhắn tin bình thường đấy. Em có muốn làm người yêu anh không? Trời ơi. Rồi con suy nghĩ bao lâu thì con trả lời lại? Nó thôi để em về Sài Gòn đi tính. Trời ơi, vậy là vì câu đó mà con bé về Sài Gòn. Rồi về Sài Gòn rồi có nhận lời người ta không? Dạ qua nhà chơi với con đồ chắc cũng 3 ngày hả? Dạ đúng rồi. 3 ngày. Tạng bé nó lỡ mồm á cho nên hỏi luôn. Cái lần đầu là hốt luôn á hả? Dạ. Dạ chưa. Tôi lần thứ 3. Dạ đúng rồi. Qua nhà gặp nhau nói chuyện 3 đêm rồi. Con bé nó ở con mình hả con? Dạ ở chung với mấy anh chị. Mấy anh chị em xã hội đồ. Cô hỏi nè, khi mà hai đứa bắt đầu gặp nhau á, thì cái ấn tượng của tụi con với nhau nó như thế nào? Lần đầu tiên con gặp chồng con là con nhìn thấy là ồ, gu mình. Đúng rồi. Mai gu. Mai gu. Mai gu. Là sao, là giống Hàn Quốc đúng không? Không, kiểu đó giờ con thích cái mặt kiểu như vậy nè. Không cần biết phải giống Hàn Quốc hay không, chứ cái mặt như vậy là cảm giác như là thu hút mình rồi đó. Mai gu. Hai đứa chính thức yêu nhau là được cách đây là 3 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó, rồi trong khi mà yêu nhau vậy có những cái chuyện gì vui không? Hỉ nộ ái ố, rồi những cái gì mà vui vẻ kể cho cô chú nghe coi. Thanh niên này đó giờ chưa bao giờ qua nhà người yêu ở lại qua đêm. Mà con là sống giống như là sống tự lập vậy, nhưng mà là ở trong một cái nhà là mấy anh chị em xã hội ở chung nguyên cả đám. Thì có một mình con là một phòng riêng, còn ai cũng có người yêu, thậm chí có con rồi ở chung vậy. Cái thanh niên này qua được ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, tới ngày thứ 4 vác vali qua luôn. Cái hỏi, ủa sao anh qua đây anh ở với em vậy? Lúc đầu á mọi người sẽ nghe xong mọi người nghĩ chắc là muốn qua đây chăm sóc, quan tâm, yêu thương con. Dạ không, tại vui. Tại vui. Ủa sao qua ở vậy mà? Tại vui em. Tại vui. Trời ơi, nhà em vui quá trời luôn. Con là người Sài Gòn hay là con là người gốc ở đâu?
con là người Sài Gòn. Ủa nhưng mà sao không ở nhà mà ra ở chung với các chị em xã hội vậy? Là kiểu không có hợp với bố mẹ. Kiểu rồi, cứ sợ cái là cự. Khi hai đứa quen nhau rồi thì có đưa nhau về nhà ra mắt bên bạn này hay là bên con không? Dạ có. Vừa mới qua nhà con lần đầu tiên hỏi mẹ con là cho con cưới bé Hân được không? Ủa sao con có cái điều gì ở bé nào đặc biệt đến mức mà con phải muốn cưới cho được vậy? Dạ con? Vợ con có một cái gọi là siêu năng lực là lực hấp dẫn á. Cứ gặp là hấp dẫn, cứ gặp là hấp dẫn. Hấp dẫn vậy dạ. Đó. Rồi lúc mà xin cưới vậy là mẹ của Hân có cho con đồng ý cho con liền không? Dạ chưa. Dạ không, mẹ con kêu là hai đứa nên suy nghĩ kỹ, nên ở bên cạnh nhau một thời gian đi rồi tính. Dạ còn bên ba má chồng con thì hai đứa quen nhau thoải mái thôi. Cái chồng con đánh nhanh rút gọn luôn. Đánh nhanh rút gọn kiểu gì mà cưới con liền. Con được 2 tuổi rồi. Thấy chưa? Vậy là bác sĩ biểu cưới liền tay luôn đó. Dạ đúng. Nhưng mà đó là trong chiến lược của tụi con. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Vậy thì tính từ cái lúc mà ra mắt hai bên cho đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ 1 tháng sau là con dính bầu mới làm kết hôn. Nó gom vali, nó gom đồ, nó qua ở chung mà chung ổ thì năm nay bởi lại con bé này cái lực hấp dẫn nó dữ dội nữa. Rồi đến lúc mà khi mà con có phát hiện là có baby rồi đó, dạ, thì là hai đứa có dọn về nhà ở không hay là vẫn tiếp tục ở chung với các chị em xã hội? Khi mà con phát hiện một ngày là con mới đi đánh nhau. Vẫn thiệt trước khi mà con phát hiện là ngày hôm trước á là có một thằng nhóc trộm cướp nó ăn cướp tiền trong nhà, con quýnh thằng đó thấy bà đó luôn. Cái ngày hôm sau thử quen với bà phát hiện ra hai vật mặt chồng con vậy nè. Lúc đó đang đi làm nữa. Đứng hình đó. Cái quay qua đụng vô người con. Hôm qua em bay lên em đá nó làm vậy. Rồi bi nó có sao mà em. Ôi ôi nó sao hết đúng không? Nó bình thường. Khi mà con báo đó với gia đình á thì gia đình con có nói gì không? Dạ lúc đầu chị con là không đồng ý, nghĩ là cái đó không phải là con của con. Rồi sao rồi con giải thích làm sao? Dạ con cũng nói là để thời gian sẽ trả lời. Đẻ ra mặt y chang. Đẻ ra mặt y chang con luôn. Đẻ ra mặt y chang luôn. Cái gen mạnh mà. Dạ. Lúc mà mới đẻ nó ra, người ta còn nói mà anh này đem đi xét nghiệm chắc người ta quýnh mình ra nó. Tại mặt giống bằng đòi đi xét nghiệm. Câu chuyện mà chị hai con nghi ngờ đó, con có chia sẻ cho vợ biết không? Dạ vợ con cũng có biết luôn. Và lúc đó khi con nghe những cái điều mà chị hai nghi ngờ về vấn đề đó thì phản ứng con như thế nào? Con giãy đành đạch lên. Con giãy ghê luôn á, con giãy đùng đùng luôn. Con đòi bỏ nhà ăn đi, đòi bỏ chồng, bỏ nhưng mà bỏ hết luôn. Lúc đó con có mâu thuẫn với chị hai không? Nói chung nếu mà nói không buồn thì là mình nói dối. Nói sao ta kiểu vô tư thôi, đẻ ra đi tính. Với lại ba má chồng con thương con lắm, nhất là má chồng. Cái đêm đó con đòi bỏ đi, má chồng con gọi: mày ơi đi ở nhà cho tao. Mày đi là mày sai, còn mày ở nhà là mày đúng. Nhưng mà lúc đó là con về nhà chồng ở. Dạ đúng rồi, về rồi đó. Nên chị chồng con mới họp gia đình rồi mới nói như vậy. Thì gặp cái tính con, cái ngữ, cái nư của con cũng không có vừa. Con dãy là con dãy ghê lắm. Con dãy sống chết luôn mà. Đòi bỏ chồng làm y xì đùng luôn. Vừa khóc vừa làm luôn. Cái rồi má chồng con thấy xót con quá, nói là không phải con phải con Huy hay là con nó đi chăng nữa thì lỡ mà sau này á nó cưới nhỏ nào mà không sinh con được thì lúc đó thì sao, không lẽ cũng phải nhận con nuôi thôi. Thì nó khác gì đâu, thì cứ giờ để hai đứa nó ở bên nhau rồi cưới nhau rồi đẻ con đi rồi gì đúng gì sai nó sai à. Má chồng con nói vậy đó. Rồi bây giờ làm sao? Kể chắc chị hai cũng cảm thấy như là đợt đó có hơi không có quá chút xíu, hơi quá chút xíu nên không? Chị hai với lại là chị hai chồng con rất là thương mén nhà con, cực kỳ thương luôn. Mà con bé đó đó. Dạ, con bé nhà con nó dính chị hai chồng con phải gọi là dính đu như đu cây vậy đó. Cứ vừa mới thấy là trụ chạy khắp nhà la hét. Thôi vậy là quá vui rồi. Dạ. Coi như làm giấy cái thôi là đã 3 năm. Dạ, ba. Con bé thì 2 tuổi rồi. Dạ đúng không? Rồi giờ mình kể tới cái vụ kia đi. Trang 2 đó. Có tật xấu loài ra đó. Thì vợ con có tật xấu không? Vợ con là thường hay ngủ trễ vì vợ con làm dancer buổi tối á, con đã ngủ sớm quen rồi. Tầm khoảng 10 giờ 11 giờ con đã ngủ rồi, nhưng mà ở chung với cậu con thì khoảng tầm 3-4 giờ sáng con mới ngủ rồi. Cái thói quen đó con không có thể nào mà theo kịp được. Thức trễ nè. Dạ đúng rồi. Không, nhưng mà bây giờ cái đó không thể nào mà xếp vô cái tật xấu được con ơi. Cái công việc của người ta mà. Đi làm là mấy giờ về? 1-2 giờ về. 1-2 giờ về, nhưng mà về vẫn không chịu ngủ. Về nó phải tẩy trang nè, rồi nó phải relax lại cho những cái mà cái mệt mỏi rồi những cái căng thẳng nó qua đi rồi mới ngủ được. Nhưng mà là bà về là bà không có, cái nghĩa bà làm hết rồi nhưng mà bà vẫn phấn không chịu ngủ đúng không? Dạ đúng rồi. Làm điện thoại. Dạ đúng rồi. Phải khó lắm tại vì ơi trong con đính chính. Chính. Rồi. Tôi đang đính chính nhìn con đó. Con đi làm về đây rủ đi chơi net. Tới giờ luôn hả? Tụi con vẫn chơi tới giờ. Không ai tụi con mới chơi tới 3 giờ sáng giờ. Thấy chưa? Thấy đổ thừa không? Thấy đổ thừa tới vợ. Con kêu anh 1 giờ về ngủ anh. Thôi, mấy nữa đi em. Tất ngủ không có được. Đi về nhà làm ngủ không được.
Hèn gì con mén nó bám bà chị hai là đúng rồi. đúng rồi. Đó. Từ cái vụ mà thức khuya nó lòi ra cái tật xấu là cái tật xấu đi chơi nép đó. Rồi tật khác nào? Thường thường là con hay bị chửi oan không à? Con suy nghĩ là con không biết là con làm gì sai tự nhiên bị chửi. Rồi có đập đồ đập đạc không? Dạ dạ không à. Có ném đồ mà ném không có đập. Lẹo đồ nhựa ném đúng không? Dạ. Gói ôm xong rồi gói bông. Có nghĩa là tức giận ném đồ mà có sự tính toán. Cầm điện thoại lên ghim lại. Rồi bây giờ cái nhớt không còn nhảy đành đạch nhưng mà cái mỏ có hoạt động không? Dạ có, theo kiểu chữ văn hóa. Dạ anh sao? Dạ muốn sao? Hả? Đó là bao nhiêu lần rồi? Con có cãi lại y chang vậy không hay lần đó? Dạ cũng có ạ. À. Tại vì nếu mà con cảm thấy con đúng thì con sẽ sụp lại luôn. 10 lần thanh niên cãi là sai hết 9 lần rồi. Nhiều khi cãi mà nó thôi đừng cãi nữa. Hồi nữa sai thiệt. Rồi giờ mong muốn con bé ấy thay đổi điều gì con? Con chỉ muốn là vợ con thay đổi là sẽ tập quen ngủ sớm thôi để có sức khỏe. Ngủ trễ quá sức khỏe không tốt. Mà con rất là chân thành luôn thì mốt con đừng có rủ nó đi chơi nét. Tại vì nếu như nó ngủ mà con không ngủ con đi chơi nét làm sao nó ngủ được? Đúng rồi. Lỡ con rủ người khác chơi sao? Đúng rồi. Nó đi theo nó canh con chứ. Ủa tầm thường hai đứa đi chơi nét mấy ngày vậy? Dạ ngày nào cũng đi hết. Ngày nào cũng đi. Chưa? Tôi đang nói mỗi ngày. Trời ơi, con xíu nó té gầm mày nè thiệt á. Hai vợ chồng con chơi nét nhiều tới nỗi mà trong giới đen dài cũng biết hết. Hai vợ chồng mày hôm qua đi chơi nét nữa đúng không? Ủa, sao không sắm cái máy ở nhà luôn đi chơi? Mén nó còn nhỏ quá, nó tò mò. À, tụi nó chơi mà tụi nó lịch sự. Với lại là không thả cái mỏ mình được. Ừ, chơi mà bưng bít á. Không gây ảnh hưởng. Còn ra tiệm nét là bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ tụi con văn cũng được. Rồi tới con đó cái mỏ hoạt động. Mới game một cách vô tội vã là sao hỏi là chơi, con nói là chơi với con nhiều lên đi. Tối mình đi làm rồi mình ít ở nhà con thì chịu khó ban ngày chơi với nó. Với lại là ban ngày nó đi học là tầm chiều về là cái khoảng chiều cho tới 7-8 giờ tối là tụi con chuẩn bị đi làm á. Thì con muốn trong cái khoảng đó dành thời gian cho con nhiều hơn. Đúng rồi. Con ngồi kế bên chơi đồ chơi ổng. Hai mẹ con ngồi cười hí hái nhẫn ổng. Rồi nhiều khi mỏ con không muốn hổn cũng không được nữa. Biết rồi con ngồi xuống không? Một là anh đổi điện thoại, hai em đổi chồng. Chơi game mà kiểu bị lậm luôn á. Đem điện thoại vô phòng tắm vừa tắm vừa chơi game. Trời ơi. Ngồi ăn cơm cũng ngồi bấm chơi game. Còn cái gì nữa không nè? Trời ơi, cái mỏ này một khi dảnh lên cũng không có vừa đâu. Nó còn mỏ hổn đây cũng đâu vừa đâu. Trời ơi, con nó một cãi lại chém hỏi tay quay đây. Bên mỏ cãi, bên mỏ anh mỏ cãi vậy thôi. Nàng mỏ hổn. Đó. Rồi. Với vợ có nhẹ nhàng, có lãng mạn không? Dạ không, khô lắm. Khô cằn như sa mạc Sahara. Nhưng mà có cọc tính không? Cũng vậy luôn, cọc nhưng không bao giờ làm tổn thương con. Rồi. Con mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Mong là bớt chơi game lại, với lại là tập trung vào chuyên môn hơn. Vì một mình con không thể xoay sở nào hết được chuyện công việc của con, rồi phải lo cho chồng con nữa. Thì con có điều gì muốn nói với vợ con không? Dạ anh hứa với bà xã là sau này anh sẽ bớt chơi game lại. Anh sẽ tập trung vào công việc hơn là chơi game và chơi con nhiều hơn nữa. Em sẽ bớt chửi anh lại. Hứa luôn. Với điều kiện là anh phải đáp ứng đủ những gì anh hứa với em. Mọi thứ anh ok rồi, trừ mấy cái khoản kia thôi. Ok, okay. Vậy ha. Chúc cho hai đứa luôn luôn vui vẻ như thế này, luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ, xin chào. Xin cảm ơn cô chú. Dạ em là Nguyễn Ngọc An, năm nay 34 tuổi. Em hiện là nhân viên kỹ thuật. Còn em? Em tên là Phạm Thị Trầm, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên kế toán ạ. Trầm với An. Dạ. Rồi hai bạn là gặp nhau và yêu nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 5 năm, em làm cùng công ty kia thì có một anh lớn tuổi. Anh hay lên trên mạng đó. Chấp chít thì anh mới quen được vợ em. Thì khi đó anh cũng muốn quen vợ em nhưng mà không quen được. Dạ thì lúc đó chồng em đã nhắn tin cho em. Ý là nói sao là em chảnh như vậy. Nhắn tin lại, nhắn đầu là vợ em không có trả lời gì hết á. Vợ em tự nhiên lấy máy gọi cho em. Nói em là không có thích nhắn tin gì hết á. Thì muốn thì gọi điện. Xong rồi em nói vậy hả? Đâu có lần đầu tiên anh đâu có biết đâu. Tại vì có người bạn giới thiệu. Xong rồi thì Nhắn tin qua lại. Thôi cái hẹn gặp nhau. Em nhìn thấy lần đầu tiên của em á. Khi em nhìn thấy người đàn ông này thì trong đầu em nghĩ trước tiên nó là điều dạ gì? Anh bị suy dinh dưỡng thôi. lúc đó em ốm lắm chị, em được có năm bây giờ vẫn ốm nè. Dạ. Mà lúc đó bây giờ hơn em đỡ hơn đó. Hồi đó em được có 52 kg à. Ồ, nhưng mà hiện tại bây giờ em cũng được lên được 7-8 kg. Nhưng mà em có ấn tượng đặc biệt là cái mái tóc của anh không? Dạ lúc đó tóc mày chảy xuống này nhìn như dạ không dương. Hồi đó dạ. Đi làm thì nhiều khi để em để tóc dài lắm. Tóc dài dạ. Suy dinh dưỡng. Dạ đúng rồi. Dạ ảnh suy dinh dưỡng á thì với lại ảnh ốm mà nhìn ảnh nó không có giống như là trong suy nghĩ của mình. Một thời gian á thì nhắn tin qua lại thì biết ảnh được sinh năm 82. Em nghe kỹ là nghe theo lời mẹ. Mẹ kêu là phải lấy chồng 82. Dạ. Cho nên là coi như là chiếu lệnh rồi ha. Dạ. Chồng 82 là bởi vì do cái tuổi nó hợp với em hay sao? Dạ đúng rồi. Đó. Nếu mà chồng em sinh năm 82 thì đó. Sẽ hợp với em. Nên là lớn nhỏ nhau 4 tuổi hợp dạ. lắm. Dạ. Rồi khi đó thì cũng mập mạp, cũng dễ thương.
Rồi đó mặc cái váy là vượt cái áo, mà cái áo áo suôn á, váy nó tới đây. Xong rồi đi gặp em lần đầu tiên. Trời ơi. Quán cà phê thì nó cũng có hơi ấn tượng chút xíu. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Thì 3 tháng sau á thì ảnh sáng ra qua thì ảnh chở em đi ăn sáng. Ảnh nói là thôi đi Củ Chi chơi. Vậy rồi em... thì lúc đó là em chở ảnh. Vậy là em ngồi sau thì đi một đoạn thì em ngồi sau em. Em ôm vợ em lên. Vậy vợ em thì cũng tự nhiên cũng không có phản ứng gì hết á. Dạ. Kiểu đen thôi. Dạ dạ dạ. Dạ lúc đó thì em chịu luôn, tại vì em thử anh này em có phản ứng thêm á là anh ôm mình hay anh làm gì tiếp theo, và thấy anh ôm miết thì em xuống tới chỗ chơi luôn, thì bắt đầu tụi em quen nhau là cái lúc đó á. Em cũng không có tỏ tình gì hết á, cái thể hiện là không có lời tỏ tình. Dạ, đúng rồi, giống lúc như... mà cầu hôn em thì anh có tỏ tình em không? Dạ không, từ không giờ tụi luôn. Em là không dạ, có tỏ tình, rồi, cũng chỉ đám cưới một chỗ, chứ không có tặng cái gì cho em luôn. Vậy thì anh đón không làm chồng em là một người cũng không phải hiền đâu, nghe cũng dữ dằn đúng không? Dạ. Anh này là đến lúc yêu rồi ảnh cũng chưa phải toàn tâm toàn ý với một dạ, mình em thôi. Dạ, nói chung là lúc đó thì không có chở đi chơi nhiều nhiều, nhưng mà tới mỗi lần anh đi làm về thì hay chở em qua đi ăn rồi này kia. Tại vì thời điểm đó là anh cũng chưa có chấm dứt hẳn với lại bạn gái cũ của anh. À, dạ, thật ra không phải không chấm dứt, mà hồi đó thì em cũng tụi em đã chia đâu 20 năm rồi, nhưng mà thật ra thì cái người đó là cũng mở phòng bán máy bay, nhiều khi hư máy in hay máy tính thì cũng nhiều chiều xuống nhập, thì nhờ em qua sửa thôi. Thì qua sửa xong về thì bữa em một bữa sáng mà tình cờ mà đi ngang qua cũng biết tự nhiên cái buổi trưa đó đi ngang qua cái chỗ đó lại thấy ảnh ở trong đó. Em gọi điện cho ảnh thì ảnh alo, thì thấy anh này anh nói chuyện giống như cọc lóc á. Hỏi là anh đang ở đâu vậy, thì anh nói đi làm, nhưng mà không có đầu cuối là bình thường á, ảnh sẽ xưng anh hay là xưng em này kia. Anh nói cọc lóc là em xin nghi. Em hỏi lại là anh đang ở đâu, thì anh nói là đi sửa máy cho bạn. Thế là em chờ đến biết chiều anh về thì em có qua nhà trọ của ảnh á. Thì gặp ảnh thì em nói là hôm nay có nhiều tiền không? Ừ. Okay, đi sửa máy em biết đi sửa cho người yêu cũ, nên em hỏi là có nhiều tiền không, thì anh nói là không có đồng nào hết á. Có nghĩa là bắt cá hai tay đúng không? Em cảm giác dạ, em đúng, cảm lúc, nghĩ lúc, của em lúc, là ảnh bắt cá hai tay. Dạ, lúc đó thì em cảm nghĩ là ảnh còn yêu thương. Dạ. Cái chị đó hay gọi điện nhắn tin lắm, giống như là em với ảnh đi ăn tối vậy, mà chị đó gọi điện tới thì anh nói là ngày mai anh đi sửa máy cho. Cái sau đó một thời gian thì em mới cho anh chọn, một là anh chọn em, hai là anh chọn chị đó. Thì anh nói là anh chọn em, nhưng mà em lại một thời gian nữa là mới thấy hai người này cũng hay liên lạc. Em mới nói rằng á là anh phải gọi cho chị đó, nói rằng á từ nay đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Mỗi lần đi chơi là vợ em coi như là bắt em phải gọi điện thoại. Mà có gọi không? Dạ không, tại vì em thật ra em nói là em với bạn gái cũ đâu có còn gì nữa đâu mà gọi. Nhưng mà bắt em bắt phải gọi là trực tiếp vợ em nghe, nói đừng có liên lạc, đừng có nhắn tin. Mỗi lần như vậy là em là hai người là cãi nhau, tại vì nói không có cái chuyện gì, tự nhiên cứ bắt em là làm những cái chuyện đó làm cái gì. Rồi lúc đó vợ em sao? Đến một năm sau á, đang ngồi ăn cơm á thì chị đó có gọi điện đến. Thì lúc đó em đã suy nghĩ trong đầu, em nói lần này anh cứ gọi điện cho chị đó, nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa không. Cuối cùng anh gọi cho chị đó thì anh cũng đòi chia tay em luôn. Trời ơi. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì hai người cứ ganh như vậy, em thôi chia tay. Coi như em gọi điện đến cho cái cô kia, em nói là đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Và đồng thời gác điện thoại xuống là quay qua nói là em với anh chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cái lúc đó tâm trạng em sao? Thấy là cũng buồn, cũng nhớ vợ em á, xong em gọi điện thoại lại. Có nghĩa là thời gian một tháng đó thì em thấy em nhớ vợ em hơn. Dạ đúng không? Rồi. Cho nên quyết định là em gọi cho vợ em chứ không gọi cho cô kia. Dạ đúng rồi, cô kia thì đúng em không? Đã dứt điểm hoàn toàn luôn. Rồi và từ đó là không còn gì cản trở. Dạ. Cưới nhau, đúng chưa? Bây giờ anh hỏi thiệt nha. Dạ. Bây giờ còn ghen không? Dạ không, thời điểm này á đã một năm qua rồi em không ghen nữa. Hai vợ chồng làm cùng công ty, có nghĩa là mỗi người một chi nhánh. Thì vợ em một chi nhánh, còn vấp em còn 10, nhưng mà chưa tới giờ em cũng phải lo về rồi, chứ không bao giờ mà la cà nhậu nhẹt. Cái này là theo anh nha. Dạ. Nhìn vợ em thấy vậy chứ là rất là hiền và cam chịu. Có đúng gì không? Dạ đúng rồi, thì hiền thì vợ em rất là hiền, nhưng mà khi đã nóng tính lên thì cũng không có ai mà chịu nổi. Nóng sao? Cái đợt nóng tính nhất của cô ấy vậy. Nhìn cô vợ này là chị không có nghĩ là đúng nóng vậy. Tính. Dạ thật ra là như thế này nè, em trong công việc em rất là nóng tính, nhưng mà trong gia đình thì em rất là chịu đựng. Giống như công việc á, mà ảnh mà không làm theo cái ý của em hoặc là bán hàng không được là em sẽ nói liền. Còn điện thoại là nạt em giữa một đống nhân viên em là đó. Nhiều khi là làm mất mặt chồng chứ. Mà nạt em luôn. Ừ, nạt em luôn. Vậy rồi mấy người nhân viên trong công ty sợ không? Sợ hả? Vợ em mà đã nói ra là đừng có ai mà cãi lại chứ đừng. Thật ra là tùy theo chuyện chứ không phải là cái gì em cũng nạt chồng em đâu. Thành ra là trong công ty là trong công việc sợ vợ em nhất. Rồi mới tới sợ em hả? Dạ đúng rồi. Vợ em là số 1. Ở công ty sợ mà về nhà có sợ không? Sợ chứ. Dạ không, mà anh ít sợ. Rồi bây giờ trong công việc, trong công việc á là bà khó khăn, bà hay dữ dằn vậy đó. Dạ. Chứ giờ tối về nhà bà có dữ dằn không? Dữ chuyện gì vậy? Tí nghĩ thôi. Ví dụ như là ở công ty nè, vợ em cứ hay nạt em trước mặt mọi người. Dạ. Rồi tối về trong cái chuyện vợ chồng có khi nào á mà đang hai vợ chồng đang chuẩn bị yêu thương thân mật rồi này kia nọ thì em nó nhớ trực ra đó. Nó nhớ trực ra những cái lúc chuyện đó là thường xuyên luôn chị. Vợ mình như vậy đó, nhiều khi có khi nào mất hứng luôn chuyện đó. Đó là thường xuyên mất hứng luôn chuyện đó. Không phải buổi tối về mà coi như là em mỗi ngày em không bao giờ em nói hết á. Em tức em không bao giờ em nói rồi còn anh có cái đặc biệt á là buổi tối về ngủ với chị tự nhiên đang ngủ 10 giờ rồi em thiêu thì anh lại hỏi
hôm nay cái ông đó chuyển tiền cho em, ông đã mua hàng chưa, hoặc là sao hôm nay là anh là em lại nói anh thế này thế kia, ví dụ đang tại vì thật ra công việc của tụi em rất là bận, tụi em là không có thời gian nghỉ. Tối về ăn cơm xong, tắm rửa xong thì hai vợ chồng lên nằm, nằm đọc báo rồi nói chuyện xong rồi khoảng cứ 10 giờ, coi như là em mà nhớ cái chuyện gì là em phải bật dậy cãi nhau, cãi sao nhiều khi là cãi đến 2-3 giờ sáng. Trời ơi, là thôi luôn, là thôi luôn, không còn cái chuyện mà để dạ không không khác luôn rồi. Mất hứng rồi. Dạ, đúng rồi, lúc đó thì mất hứng rồi. Lúc mà bị vợ em coi như là la trong điện thoại, rồi đôi khi về nhà cũng la lên như vậy, rồi có khi nào mà em tức quá em chịu không nổi rồi ông em động thủ với em động thủ, em động mấy lần thôi chứ. Động hoài chứ. Động mấy lần rồi đó. Động sao? Em tát luôn. Em đứt đi là em tát lên. Tính em bị rất là nổi. Dạ, 3 cái rồi anh. Từ ví dụ như là em nói tới cái đó là anh hay dọa. Ví dụ như đang ăn cơm ấy thì anh đá cái mâm cơm luôn. Còn không á thì đang ăn phở thì anh nói là coi chừng có tô ở vô có mặt á. Thì em thật ra em nói vậy thôi chứ em cũng chẳng có. Lúc đó thì em sợ. Nhưng mà ở nhà là em tát thật. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính, đừng có xài hoang phí quá này kia. Rồi không hoang phí cái gì nữa. Mỗi lần giận lên là đừng có móc cái chuyện cũ của chồng ra. Cứ giận cái là cứ nói em không tốt bằng cái con bé kia hay sao, anh cứ đối xử với em như này. Thật ra là như thế này nè, cái thời điểm cưới nhau là vợ chồng em quá bận đi, nên là không có cái thời gian đi chơi rồi này kia nhiều. Giống như là ảnh cũng chưa bao giờ tặng em cái gì hay mua cái gì tặng em, hay là tự đi chợ một ngày để nấu cơm cho vợ chồng ăn. Thật ra em rất là bận, nhưng lúc nào có nhiệm vụ em cũng không bao giờ quên á. Ví dụ có ra ngoài ăn á thì chồng em rất là tiếc tiền. Lúc cưới nhau về em thấy chồng có vẻ là quá keo kiệt đi, giống như người mình ốm vậy đó. Rồi hay nóng tính, với lại hay xưng mày tao quá nhiều. Chồng em nóng lên là la rất là to nữa. Cái điều đó em có mong muốn chồng em thay đổi không? Dạ thật ra thì em chỉ muốn ảnh là mập hơn thôi, những cái đó ảnh tự điều chỉnh được. Em có muốn chồng em thay đổi cái điều đó không? Cái chuyện mà quánh em nè, mày tao nè. Dạ quánh em với lại mày tao thì nhất định em muốn anh thay đổi. Qua chương trình này thì chắc ảnh về ảnh cũng suy nghĩ lại. Tại chị cảm giác như nè, em thì nóng tính mà chồng em thì cọc tính. Dạ đúng rồi mà ạ. Thường á là trong một cái gia đình á, như một người này nóng thì người kia nguội thì dạ, nó sẽ bớt đi những cái dạ mà va chạm. Còn ở đây là hai vợ chồng đều cá tính mà đều cũng xem xem 1 9 1 10 chứ không ai thua ai đâu. Dạ mà lúc nào hay là có chuyện gì thì anh cũng hay đổ lỗi cho em. Chị hỏi nè, bình thường lúc mà tụi em không có cái vấn đề gì xung đột á thì hai vợ chồng có hay ngồi để trao đổi, để tâm sự, để nói ra những cái điều mà vợ chồng mình cần phải làm thế này, định hướng cho cái cuộc sống tương lai của dạ có chồng có em, cái đó là thường xuyên. Nhưng mà nói đây cái đó là lại thêm một lần cả nhau nữa là gây đúng dạ không, cứ ngồi nói cái là ai cũng thấy là cái lý của mình là đúng dạ, đúng không, cứ bảo vệ cái lý của mình. Như nhất là vợ em bảo em nói cái gì sai, biết chắc chắn là vợ sai nhưng mà vợ vẫn bảo đúng. Em có biết là em sai không? Dạ biết, gái mà em la chồng em ha này kia mà sau này suy nghĩ lại thì em cũng biết là em sai. Nhưng mà khi đó là cãi nhau là coi như là vợ em không bao giờ nói sai nào. Bây giờ cái cốt lõi là em còn mong muốn chồng em thay đổi điều gì nữa không? Dạ, suy nghĩ cho em bớt. Có nghĩa là trong suy nghĩ của em là không phải như thế, nhưng mà chồng là cứ áp đặt em là phải suy nghĩ như thế. Bây giờ vậy nè, chị nói nghe nè. Vợ chồng em á, mỗi người còn đều bị một cái tính xấu nữa là tính bảo thủ. Ai cũng nghĩ là cái điều mình nghĩ ra là đúng và bảo vệ cái suy nghĩ của mình. Rồi á, cái đó nó kéo theo một cái là cái tôi của mỗi người còn quá lớn. Thì ở đây chị thấy như vậy nè, trong cuộc sống vợ chồng em á, nó ở vào cái dạng mà giống như là hai cái bếp lò mà ở gần nhau á, nóng quá. Đúng rồi ạ. Cái điều đó là rất nguy hiểm. Dạ. Nguy hiểm chứ không có đơn giản đâu nha. Dạ. Thì bây giờ chị thấy như vậy nè. Hai bạn á nên có một cái sự luyện tập. Dạ. Luyện tập với bản thân mình. Ví dụ vợ đi, dạ, thì vợ có những cái lúc rất là đầm, gọi là cái nữ tính, cái mà hiền hòa của em á, dạ, gọi là cái nước á. Dạ. Thì cái đó là chị đương so sánh cái lửa với cái nước trong con người của em. Dạ. Thì hiện giờ lửa em nó nhiều quá. Thì giờ em cố gắng em luyện làm sao để cái nước nó nhiều hơn. Dạ. Tức là cái đầm thắm nó nhiều hơn chút, tức là nhiều khi cái cơn mình sắp sửa lên cái mình nghĩ là ráng kềm. Chị nói dạ, ví dụ vậy, em phải tự luyện tập cái điều đó. Và khi dạ mà vợ đã có những lần như vậy rồi, có nghĩa là vợ đã có sự thay đổi, thì em cũng sẽ làm một cái điều gì đó tương tự như dạ vậy để chứng minh cho vợ em biết là em cũng thay đổi. Tụi em phải luyện đi dạ nha. Chứ cái này không có ai chỉ được đâu. Dạ. Bớt nghe, luyện nữa nghe. Dạ. Xin chào hai em. Cảm ơn. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh được của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi. Mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh Quốc Thuận một khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ôi trời ơi, được, ok. Anh đồng ý liền. Cho mình bớt giận. Dạ. Rồi, dạ, nhưng mà nó nghe nè, dạ, sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì dạ, rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Dạ. Và nói bằng tiếng Anh, dạ, đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình, dạ, và có nụ hôn đầu tiên? À. Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học,
tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học rồi đi làm nữa, đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7, cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Nắm đi không? Không, dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng. Rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Không, lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô, thế là ảnh hung luôn. Mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chỉ đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng, 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình lắm. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, lúc mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay. Anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn. Anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi. Thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình. Chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương như vậy. Là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em xem không phải tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, chênh nhau 9 tuổi, quan điểm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á,
thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng, đủ mùi, đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ. Tại vì 2 năm, từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Tức là nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc mà em đi á, là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu. Trên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công. Và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò một người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về cái doanh nghiệp của em, dạ, về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc một tuần, hai tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng thôi. Thì đó là một chiến lược rất hay, dẫn đến học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ ba thành phố đó 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng rồi. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ hai ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa, mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào, bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, làm anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh. Tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng. Thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm. Thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà
lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu không, mẹ em có nói có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này, hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà cứ cãi vã nhiều vô đi, và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái yên, cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng làm, em đừng gặp anh á. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em đó, có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Dạ. Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ, tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi, mẹ chồng nói là chia tay đi, rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng, mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng dạ, lại có thể là có xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chứ? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi, tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi, 24 mà đã tự lúc đó thì có 22, 23 à, mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Thật ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì sao? Em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Tôi sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông hai cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài, thì tập đi, tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 3 tháng, 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu, thì đưa hết đi 8 cái bệnh viện. Bác sĩ có chuẩn đoán bệnh,
có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm, thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài, tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa, mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó, mà máu tươi luôn như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi rồi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa, cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Ồ, trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cưng? Dạ là Novalac của Úc. Pháp. Novalac. Dạ, sữa đạm nói, gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có, Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo. Dạ, đúng của rồi, sữa của Pháp. Của Pháp, dạ. Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Dạ. Và cũng phải loay hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ, bây giờ rất là nhiều cái loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á, thì em phải em chọn, em nói với bác sĩ á, là cho em vô, em đỡ sinh với vợ, là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại vì vợ may mắn sinh thường. Và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó đó, trong mỗi ngày vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi, bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó, vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này, cứ tầm 4:30 sáng yên thì em nó dậy rồi, tại nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya, thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa. Nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói, mẹ vợ lúc mà cưới thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ,
nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Ừ. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im à, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội, nhà vợ mẹ em thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Chị... Nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn là ông chồng là... quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Mà áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình này nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau. Gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là... Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc? Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc. Mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, anh nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Thì đó để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thế. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng 10 cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó. Anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là 150 đôi. Chị phải bắt trước, tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Ba màu cơ bản, sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em, bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua giới xịn đâu, giới dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có một lần hay lần. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba luôn. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ rồi, tìm giờ. Cái khác đi, tìm còn cái khác mà chưa nữa. Tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không? À, dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ dạ, mềm yếu, đúng không? Dạ anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận nè, nhận mới chờ. Dạ, có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á, thì có
shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của anh cũng cúng bó bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại vợ, tặng gái, dành còn dư một cái tặng cho em đỡ tốn tiền mua. Dễ sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá. Mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua một cái mới. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó là gửi gắm cái tâm hồn của mình. Trước câu chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nào nói lắm. Rồi, thôi cũng phải ướt át, tương lai là phải ướt át chút xíu. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ 3 món, 3 cái loại như vậy. Mỗi 3 loại rau? À, chứ không, còn một loại rau mà 3 món được không? Dạ không, phải có rau, luộc, phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó. Thì đó, mới nói là một loại rau mà 3 món được không? Dạ. Hay là phải 3 loại rau? 3 loại không rau. Có ngán nha. Ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó đó em luộc. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong trong cái nồi đó các thứ là được món canh. Canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa em, thì hiện đại hơn ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho luộc canh rau. Còn nếu là có bữa nào mà không có rau thì ổng thì sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó, không có rau có ăn không được, đúng chưa? Rồi cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng cũng được được á, không đến nỗi xấu. Không đến nỗi đó. Ừ, là sau đầu sau đó bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè, sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi, và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi, khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm, nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn, chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ xã hội, em thẳng quá, em nhận ra như vậy. Nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bản hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ là đề mình phải mà vô. Lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm nghĩa là em không thích. Thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em nói anh ơi mình mua này được không, mua này được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có dài hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết. Tại vì cô tóm gọn lại là không có lỗi, không có tật xấu đúng không? Có hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Trời sao chị hay quá vậy? Hay có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn hết la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ. Sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà con hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Nói vậy không phải la. Nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em 12 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Mà lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm.
Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi, em cũng ngủ ngon luôn. Không em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái ra, la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Có hai ba giờ khuya bà mệt nữa. Đúng không? Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ. 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con, mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái bao về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua, Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kỷ ám thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua, rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng chị. Thành ra là bây giờ á mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Đó. Thì thực em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõ mém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bàn phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai vậy thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ qua anh nói em nó nặng thế quá em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới một chục năm nữa đâu ha, là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn thua rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó. Thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, cho sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi bao nhiêu trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.